kính thưa quý vị khán giả trên kênh Oanh Luân TV. Đặc biệt hôm nay Oanh Luân TV là đến thăm lại cái vườn của anh Nguyễn Văn Lâm ở ngay Kon Tum. Thì đến để được anh Luân TV đã hướng dẫn cho anh và đến để Oanh Luân TV để kiểm tra cái lượng quả nó như nào đấy bà con nhé. Lượng quả đầu rất sai. Đấy. Đấy. Cái lượng quả này đầu quá nhiều. Bà con thấy chưa? Đấy. Đấy, cái lượng quả đầu quá nhiều nhưng đều để Oanh Luân TV sẽ đến hướng dẫn cho anh. Nhưng nếu đặc biệt anh hôm nay bận tí việc không ra được vườn thì Oanh Luân TV đặc biệt là cùng vắng anh Tân. Anh không có ai cầm máy thì Oanh Luân TV cũng tự làm một mình. Thì để hướng dẫn cho bà con là một cái vườn lượng quả như này. Và đặc biệt là quả nó hơi bé thì lượng quả nhiều thì nó hơi bé. Thì khi mà chúng ta mà cái trong một cái quá trình mà cái vườn nào mà ra hoa nhiều thì đang đầu hoa thì chúng ta nên chạy nên tưới phân đủ dinh dưỡng. Thứ hai nữa chúng ta kết hợp cho 1 hecta chúng ta ngâm ở tầm 20 viên G3 chúng ta ngâm về thân Philip để chúng ta tưới vào để cái nhụy hoa nó to hoa, đặc biệt là cái trái nó to hơn. Đấy, cái lượng này thì cái trái này không thể đi được đâu vì nó đầu quá nhiều, cái trái này đi ấu rất chi là thấp. Đấy, thế nhà bà con như vườn rất sai quả. Đấy, khi mà chúng ta tưới G3 định kỳ thì G3 thì chúng ta trong một cái quy trình cái quả nhiều này thì chúng ta chỉ tưới 2 lần thôi, cách nhau 10 ngày một lần. Thì như 1 hecta chúng ta tưới tầm 20 viên là ok. Đấy, thì đấy, cái lượng quả đấy nha bà con nhé. Đấy, và đặc biệt là Oanh Luân TV đến đây thì cũng có một số là bị cây bị bỏ hoa hoa đây nha bà con nhé. Đặc biệt cái hoa như này thì khi mà thời tiết nó nắng gắt gắt thì những bà con phải nhớ những cái hoa như này thì không thể đầu được quả. Đây, thời tiết mà nắng gắt thì chúng ta nên dưỡng hoa, phun bo định kỳ, phun bo định kỳ cho dưỡng hoa. Đấy, và tưới giữ độ ẩm cho cây để giữ độ ẩm cho cây để cái lượng quả đầu cho thu nhập về cho bà con. Đây, cái lượng chán như hoa như này thì chúng ta Oanh Luân TV đã hướng dẫn cho bà con nhiều rồi. Những cái hoa như này thì nên phun thằng boron. Đấy, boron chúng ta cộng thêm thằng emine. Đấy, cái lượng đạm nó vào thì để trái nó bóng. Đấy, trái nó bóng bần nó to để cho nó khỏi mất cái lượng hoa. Nhưng điều như này một cái vườn này thì tôi cũng đã hướng dẫn cho anh Lâm rồi. Đấy, cái lượng quả như này thì anh cũng phun thằng quả Globota theo định kỳ, để anh phun thằng boron anh cũng đã từng phun. Đấy, đấy nhưng mà con Oanh Luân TV sẽ đi. Đấy, còn ở dưới gốc, ở dưới gốc thì anh cũng bón cân đối cái lượng phân tăng trưởng. Đấy, thì khi mà bà con mà muốn được một cái vườn sái như này thì khi mà bà con tránh mà lên tới gian đấy thì chúng ta nên bón cái phân tăng trưởng. Thứ hai nữa chúng ta ở dưới gốc thì chúng ta nên bón thằng canxi bón đi chặt đấy để cái lượng làm hóa đất, cái nhụy hóa to và gì được quả nha bà con nhé. Đấy, cái vườn này thì để Oanh Luân TV đi cho bà con được biết. Đấy, đấy cái lượng quả như này. Đấy, lượng quả như này như bà con nhé. Đấy, quả rất nhiều. Đấy, thì anh cũng đã làm theo hướng dẫn của cánh của Oanh Luân TV. Đấy, thì nhưng điều cái trái nó hơi bé thì Oanh Luân TV sẽ hướng dẫn. Như lúc nãy thì tôi bảo là phải lấy thằng G3 mà đặc biệt là lấy G3 của Mỹ thì nó tốt hơn nhá. Như một viên ở trên thị trường thì một viên 25 ngàn. Đấy, đây thì chúng ta ngâm về DOB hoặc là Philip. Đấy, hoặc là đầu trâu thì tùy theo loại phân nhé. Nhưng nếu mà cái chanh mà thời điểm như này thì chúng ta nên đi lượng kali nhiều vào hoặc đi thằng silic nhiều vào thì để cho đỡ mọc trái. Đấy, 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 và đặc biệt đây những cái đây nhưng có một quả đây màu đây thì anh rất là đẹp nha bà con nhé. Đấy, khi đây một quả đây. Đấy, màu rất là ok. Đấy, cái màu này thì anh cân đối cái lượng phân. Thứ hai nữa anh đã chạy thằng Nutritor đấy nha bà con nhé. Bà con muốn đi âu đẹp thì chúng ta trong định kỳ của cây chanh trà đầu hoặc trà thứ hai thì chúng ta nên bón thằng Nutritor. Đấy, Nutritor chúng ta bón đa vi lượng vào. Đây, bắt đầu quả những quả chớm chín đấy nha bà con nhé.
đấy, đây anh luôn tivi sẽ đấy, đây ngon đi những quả nhiều nhưng ngon đi vẫn đẹp nha bà con nhé, đấy ngon rất đẹp, đấy. Lượng quả rất sai đấy. Thì trong cái thời tiết ấm này thì chúng ta nên rửa hoa. Đấy. Đặc biệt cái lượng quả rất nhiều nha, quả rất nhiều nha bà con nhé. Đấy. Đấy, màu này tôi sẽ hái cho bà con được mà thấy được biết đấy, một màu như này là đấy, rất chỉ là vip. Đấy, màu này tôi cầm lên tay tôi đây. Đấy, màu này rất trái rất cứng. Đủ silic thì nếu trong cái thời tiết mà chuyển giao qua mùa mưa mà chuyển qua mùa nắng thì quả thường thường hay mộp. Nhiều người quý vị khán giả cũng điền đến hỏi cho tôi là tại sao quả nó mộp, thì cũng thưa quý vị khán giả được biết là không phải thiếu nước à, kể cả chay có đủ nước nhưng nó vẫn mộp trái, vì nếu mà chúng ta nếu mà thấy mộp trái thì chúng ta tăng cường đủ silic vào. Đây, ở dưới góc thì chúng ta là đầu tháng chúng ta nên bón định kỳ một cây kali, một cây hai lượng cây, hai lượng kali đấy, hoặc là một lần rưỡi đấy, cứ tầm tối đa là hai lượng thì chúng ta bón vào thì làm cái quả nó chắc ra. Đấy, ở trên thân, trên thân và lá thì chúng ta nên phun thằng canxi silic nha bà con nhé. Đấy, anh Minh TV sẽ đi đấy, cái lượng quả đây đấy, cái dư trù cái một đấy bà con nhé, một cái này dư trù ở tầm 50 kg đấy. Đấy, cái lượng quả như này thì 50 kg có dư nha bà con nhé. Đây một cây này cỡ tầm 500 trái. Đấy. Đây cái lượng quả mà dày như này thì bà con biết rồi. Đây. Đấy. Đấy nha bà con nhé. Đấy cái giống này á thì cái giống mới ra của anh Luân TV là được lấy và được làm. À, cái giống này gọi là giống thông vàng nha bà con nhé. Đấy. Giống thông vàng, đấy bà con quay kỹ. Đấy. Đây cái lượng quả như này. Đây anh Luân TV sẽ quay cho bà con. Đấy, cái lượng quả đây rất chi là nhiều. Đó. Đây lượng quả đây bà con. Đấy. Trong cái quá trình như tránh mà nó nhiều này thì bà con cũng không nên vội làm lá. Thời tiết nắng gắt thì cũng làm lá ít thôi chứ không được làm nhiều. Làm nhiều sẽ ảnh hưởng là không hấp thụ được, không hút dinh dưỡng lên, được làm cho cái trái nó mộp ngay nha bà con nhá. Đây cái thường thường trái nó hay mộp như này. Đấy. Đấy, mộp và rụng luôn. Đấy. Là cho nên là thời tiết nắng gắt thì chúng ta cũng làm lá nhưng đều làm một số ít thôi. Đấy. Trừ ra nó rầm quá thì chúng ta mới làm. Đấy. Còn mà khi nó dịu mát ra thì chúng ta làm thì cây nó quen hợp với khí hậu. Đấy. Đấy nha bà con nhá. Đấy. Rồi, đến đây anh Luân TV xin chúc tất cả bà con một năm mới an khang thịnh vượng. Chào, tạm biệt.